Động từ commencer có nghĩa là bắt đầu, ở trong tiếng Anh gọi là to begin. Đây là một động từ nhóm 1, nhưng là nhóm 1 đặc biệt bởi vì trong cách chia ở trong present của một indicative nó có một chút gì đặc biệt mà chúng ta sẽ coi ở ngay sau đây. Và bài này được soạn ra để cho các anh chị học viên trình độ A1 biết cách chia động từ đặc biệt này, và đồng thời cũng soạn cho các anh chị trình độ A2 để ôn lại cái cấu trúc động từ đi với giới từ, bởi vì động từ commencer nó có thể đi với một giới từ. Và trong khi đưa ra các cái ví dụ thì chúng ta sẽ học thêm một số các cái từ ngữ mới. Động từ commencer được chia như sau ở trong present. Đây là động từ nhóm 1 thì chúng ta chia cái đuôi e bằng một cái bộ đuôi. Ngôi thứ nhất là es, ons, ezent. Và khi chúng ta thay cái bộ đuôi này vào vị trí của tận cùng e thì chúng ta đã làm đúng quy tắc, tức là chúng ta đã biết chia động từ commencer. Je commence, tu commences, il commence, nous commençons, vous commencez, il commence. Tuy rằng chúng ta đã chia theo đúng quy tắc nhưng mà nó có một cái chút gì đặc biệt mà mình thấy nó không có ổn ở trong cái cách chia, là do bởi ngôi thứ nhất số nhiều chúng ta phát âm là nu comong cong, c đi với o là cờ, trong khi c đi với ơ ở trong các vị trí khác đọc là sờ. Tất cả các vị trí khác đều phát âm là sờ trong khi ngôi thứ nhất số nhiều phát âm là cờ. Do đó chúng ta gọi đây là nhóm một đặc biệt, và chúng ta giải quyết cái sự bất thường này bằng chúng ta thay chữ c bằng ký tự ccd. Ccd là một ký tự dùng để phát âm là sờ mà vẫn viết là cờ. Và bây giờ động từ commencer được phát âm như sau: je commence, tu commences, il commence, nous commençons, vous commencez, il commence. Như vậy sau khi thay ccd vào vị trí của ngôi thứ nhất số nhiều thì chúng ta thấy động từ commencer được chia ở tất cả các ngôi thứ phát âm có cái âm giống nhau, và người ta gọi đây là nhóm một đặc biệt. Và được chia theo động từ commencer thì chúng ta thấy có một số các động từ như sau. Một số động từ được chia giống như commencer. Thứ nhất là động từ rất quen thuộc. Chúng ta học tiếng Pháp thì phải biết động từ prononcer, tức là phát âm. Prononcer. Placer là đặt một cái đồ vật gì ở một cái vị trí nào. Déplacer là di rời. Sau khi đặt xong, chúng ta lại muốn đưa qua một nơi khác. Thì động từ này là déplacer, di rời ra chỗ khác. Menacer vt là đe dọa. Lancer vt là ném, là liệng, ném một cái gì đi xa. Và một số động từ khác, percer là dùng cái vật dụng như là khoan để mà khoan thủng một cái vật dụng gì. Influencer, ảnh hưởng tới. Rancer là kêu ken két, chẳng hạn như hai cái vật dụng gì mà nó bằng kim loại nó chà sát vào nhau thì nó sẽ kêu lên một cái tiếng kêu ken két. Ngay cả hai hàm răng của con người nếu mà chà vào nhau, chúng ta gọi là nghiến răng ấy, thì nó cũng gọi là động từ rancer. Enfoncer là đóng vào sâu, ở đây chúng ta hiểu cho nó cụ thể hơn là đóng một cái đinh vào một cái chất liệu như là gỗ hay là vào cái chất gì đó thì chúng ta gọi là enfoncer. Và một động từ nữa là bercer. Bercer là ru, mà ru bằng cái nôi mình lắc qua lắc lại, bercer. Và còn một số các cái động từ khác nữa. Như vậy tất cả các động từ này đều kết thúc bằng ce thì chúng ta cũng chia giống như là commencer. Và ở thì quá khứ passé composé thì chúng ta lấy participe passé của động từ commencer. Participe passé của động từ commencer thì vẫn là phát âm là commencer nhưng viết là e accent aigu. Và lấy participe passé này ghép với auxiliaire avoir thì chúng ta có động từ commencer ở thì passé composé: j'ai commencé, tu as commencé, il a commencé, nous avons commencé, vous avez commencé, ils ont commencé. Đây là thì quá khứ passé composé. Và khi chia ở thì tương lai thì chúng ta cũng có quy tắc lập ra thì tương lai của các động từ nhóm 1. Quy tắc đó như sau: người ta lấy động từ nguyên thể, đây là động từ commencer, người ta ghép cái bộ đuôi của thì tương lai đó là ais, a o n s, e z o n t. Đây là bộ đuôi của động từ nhóm 1. Tất cả các động từ nhóm 1 đều có cái bộ đuôi, cái terminaison là như thế này, và chúng ta ghép với cái động từ đó ở nguyên thể. Và bây giờ nó sẽ ra là je commencerai, tu commenceras, il commencera, nous commencerons, vous commencerez, ils commenceront. Nhưng chúng ta để ý âm tiết mang ký tự ơ này nó đứng giữa hai âm tiết khác, do đó không được phát âm.
Và thay vì đọc là commencerai 4 âm tiết, chúng ta chỉ phát âm còn 3 âm tiết là je commencerai, tu commenceras, il commencera, nous commencerons, vous commencerez, ils commenceront. Và như vậy chúng ta đã học cách chia của động từ commencer là một động từ nhóm 1 đặc biệt. Và bây giờ chúng ta coi cái cách dùng. Cách dùng thứ nhất, động từ commencer ở dạng verb intransitive, tức là nội động từ, được ký hiệu bằng VI. Đây là loại động từ mà không có đối tượng. Ví dụ, ở bên châu Âu, mùa xuân bắt đầu vào ngày 21 tháng 3. En Europe, le printemps commence le 21 mars. Như vậy, động từ commencer đây là nội động từ, nó không có đối tượng, nó không tác động vào một cái objet nào hết. Mùa xuân bắt đầu vào ngày 21 tháng 3. Câu thứ hai, buổi văn nghệ đã bắt đầu vào lúc 20 giờ và đã chấm dứt vào khoảng 22 giờ. Le spectacle a commencé à 20h et a fini vers 22h. Như vậy động từ commencer này được chia thì passé composé nó cũng không có đối tượng nào hết. Nó bắt đầu vào lúc 8 giờ tối, nó không có đối tượng. Và câu thứ ba, chiến dịch tiêm chủng đã bắt đầu ngày hôm thứ hai. Ở đây chúng ta hình dung là cái đợt mà tiêm vaccine của cái chống lại cái dịch cúm COVID đó, thì đây là một chiến dịch rất là lớn, kêu gọi tất cả mọi người đi tiêm ngừa. Vậy chúng ta gọi đó là la campagne, và chúng ta để ý ký tự em mà đứng trước P thì phát âm là N, là la campagne de vaccination a commencé lundi. Như vậy động từ commencer ở đây cũng không có đối tượng. Nghi thức sẽ bắt đầu vào 7 giờ sáng đúng. Nghi thức là nghi thức về một cái lễ nghi nào đó, chẳng hạn như đám cưới hay đám tang hay là một cái lễ gì đó sẽ bắt đầu. Như vậy động từ này thì tương lai và cũng không có đối tượng. La cérémonie commencera à 7 giờ juste, 7 giờ đúng. Buổi họp bắt đầu vào lúc mấy giờ? Đây là một câu nghi vấn, một câu hỏi. Thì động từ commencer này nó cũng không có đối tượng. Bắt đầu vào lúc mấy giờ? La réunion commence à quelle heure? Và chúng ta đôi khi nghe những cái câu ở trong văn nói ça commence bien, tức là khi chúng ta thấy một cái công việc gì nó có cái sự khởi đầu tốt đẹp thì mình nói là ça commence bien. Như vậy động từ commencer ở đây mang cái nghĩa là nội động từ, nó không có đối tượng. That's a restart. Rồi chúng ta có khi lại gặp một cái câu khác ở trong trong khẩu ngữ, phải bắt đầu từ chỗ nào? Par où commencer? Như vậy commencer bằng cái chỗ nào, chúng phải commencer cái gì? Vậy trong một số câu ví dụ vừa mới đưa ra, tất cả chúng ta đều thấy là các cái động từ mà được ghi ở đây, dù là thì từ hiện tại, dù là thì quá khứ, dù là thì tương lai, đều là nội động từ, tức là nó không tác động vào một cái object, nó không có đối tượng, và người ta gọi đây là nội động từ, verb transitive. Ở cách dùng thứ hai, khi động từ commencer là ngoại động từ trực tiếp, verb transitive direct, tức là nó có một đối tượng, và đối tượng này là đối tượng trực tiếp, chúng ta thường hay gọi nó là COD, đối tượng trực tiếp, bởi vì động từ này tác động tới một cái đối tượng đứng sát nó, không thông qua một cái giới từ nào hết. Ví dụ, khi viết thư thì thường thường một cái lá thư viết bằng tiếng Pháp thì thường thường người ta phải bắt đầu cái lá thư bằng một cái danh hiệu, chẳng hạn như là thưa bà, thưa ông, thưa cô. On commence la lettre par un titre de civilité, madame, monsieur, mademoiselle, vân vân. Titre là một cái danh hiệu, về civilité là về cái tên của cái người đó. Vậy ở đây chúng ta thấy động từ commencer tác động tới một cái đối tượng là lá thư, người ta bắt đầu lá thư bằng cách phải viết lên cái tên của cái người viết, madame hoặc là monsieur. Hoặc là một cái câu khác, commencer une classe, ở đây là một cái tài liệu ở trong khoa sư phạm. Muốn bắt đầu một lớp học thì phải làm như thế nào? Thì người ta chỉ ở trong khoa sư phạm như sau. Khi muốn bắt đầu bằng lớp học, nếu lớp học đã có học sinh vào sẵn rồi thì thầy giáo đi vào và thầy giáo phải nhìn quanh cái lớp một cái, rồi lên trên bảng, rồi làm cái động tác thứ hai là điểm danh, hỏi xem có ai vắng mặt hay không, rồi sau đó sẽ ghi ngày ghi tháng, đó là bắt đầu lớp. Còn nếu mà đi vào trong lớp lớp trống thì thầy giáo phải đi vào trước rồi ra lệnh cho học sinh đi vào. Học sinh đi vào thì ngồi cho trật tự và vẫn đứng, và thầy giáo sẽ điểm danh, vân vân và vân vân.
đó là cái cách nói là commencer une class, làm thế nào để khởi đầu một cái lớp học. Và cái động từ commencer này nó cũng tác động lên cái đối tượng là une class. Câu thứ ba, comment commencer une lettre de motivation. Ở trên là một cái thư bình thường, thì thưa ông, thưa bà, ở đây là một cái lá thư để xin việc. Letter de motivation, khi chúng ta muốn đi nộp đơn, đi xin một cái công việc gì hay đi thực tập, thì chúng ta phải kèm theo một cái lá thư. Lá thư kể về, thứ nhất về nhân thân của mình, thứ hai là về cái động cơ tại sao mình muốn đi làm việc, muốn đi thực tập ở chỗ này. Người ta gọi đó là letter de motivation. Và cái lá thư này không có bình thường, phải viết theo một cái giọng văn, một cái cách khác. Thì bây giờ người ta nói là làm thế nào để khởi đầu một cái lá thư đi xin việc. Comment commencer une lettre de motivation. Và chúng ta cũng nên để ý tới cái chữ này, letter de motivation. Trong cuộc đời chúng ta, là các bạn trẻ đang còn đi học ở dưới mái trường đại học đó, thì trước sau cũng phải tập viết cái lá thư này. Nếu mà chúng ta ở bên Pháp, phải viết một cái letter de motivation. Và không những là các bạn sinh viên, tất cả mọi người, ai đi xin việc, muốn làm đơn đi xin việc hay đi xin thực tập, cũng đều phải viết một cái letter de motivation kèm theo với bản lý lịch, tức là cái CV. Như vậy người ta chỉ cho chúng ta cách là làm thế nào để khởi đầu, để bắt đầu cái lá thư như vậy. Câu kế tiếp, anh ấy đã bắt đầu khởi đầu cái sự nghiệp của mình vào lúc 30 tuổi. Il a commencé sa carrière à l'âge de 30 ans. Con số 30 viết ra bằng chữ nó là 30, và chúng ta phải đọc nối 30 ans. Anh ấy đã bắt đầu cái sự nghiệp của mình. Vậy động từ commencer nó có một cái đối tượng là sự nghiệp. Tôi sẽ bắt đầu lớp tiếng Pháp vào lúc 13 giờ và sẽ bắt đầu cái lớp toán vào lúc 15 giờ. Đây là câu nói của một cậu học sinh ở trong trường. Tức là lúc 1 giờ trưa mình có 1 giờ học tiếng Pháp, và lúc 3 giờ thì tôi có 1 giờ học toán. Je commencerai la classe de français à 13 heures et la classe de maths à 15 heures. Rồi là một cái câu ví dụ khác. Người này đã bắt đầu được điều trị bệnh, chống lại bệnh ung thư bằng cách hóa trị, la chimiotherapy. Therapy là một cái cách liệu pháp để mà chữa một cái bệnh gì, và chữa cái bệnh này bằng phương pháp hóa học, chimio. Và đây là traitement, là cái việc xử lý, cái việc điều trị. Il commence le traitement contre le cancer par chimiotherapy. Nhà bác học Louis Pasteur đã bắt đầu các cái công cuộc nghiên cứu ở trong lĩnh vực vi sinh. Biology là môn sinh học, micro rất là nhỏ. Ông Louis Pasteur đã bắt đầu các cái công trình đi nghiên cứu ở trong lĩnh vực vi sinh. Louis Pasteur a commencé ses recherches dans le domaine de microbiologie. Như vậy đây chúng ta cũng để ý động từ commencer, nó có một cái đối tượng bắt đầu các cái công trình nghiên cứu. Và ở đây chúng ta thấy có cái cách nói ở trong văn nói này. J'ai mal commencé l'année. L'année là một năm. Mal là tệ, không có được tốt. J'ai mal commencé l'année. Khởi đầu năm mới tôi đã gặp sự cố. Có một cái gì đó không có tốt. I've made a bad start on the year. Cái năm mới thường thường là người ta bắt đầu thì ta mong cho một cái sự tốt đẹp. Nhưng mà cái người này không gặp may. Năm mới đã bị chẳng hạn như sự cố về cái gì đó trong công ty, trong hãng xưởng hay là bản thân mình đó, thì người này sẽ phát biểu là j'ai mal commencé l'année. Như vậy động từ commencé này nó cũng có đối tượng của nó là danh từ l'année. Pour commencer, je vous présente monsieur le directeur chấm chấm chấm. Đây là một cái câu giả dụ. Chẳng hạn như chúng ta có một cái buổi họp, một buổi thảo luận gì đó, chúng ta nói là để bắt đầu thì tôi xin giới thiệu ông giám đốc hay là ông chủ tịch hay là ông gì đó. Tôi xin giới thiệu với các bạn ông giám đốc. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy không có COD. Trong tất cả các trường hợp trên thì đều có COD. Bắt đầu lá thư, bắt đầu lớp học, bắt đầu sự nghiệp, bắt đầu cái giờ, bắt đầu sự hóa trị, sự điều trị, bắt đầu việc nghiên cứu, bắt đầu năm mới. Nhưng ở đây chúng ta thấy không có COD. Nhưng mà chúng ta cũng biết commencer này là VT, tức là verbe transitif direct. Bởi vì người ta hiểu ngầm. Đây là một câu nói, chẳng hạn như đây là một buổi họp, thì để bắt đầu buổi họp, tôi xin giới thiệu với tất cả mọi người ông giám đốc. Đây là một cuộc buổi hội thảo đi. Để bắt đầu buổi hội thảo, tôi xin giới thiệu ông giám đốc. Để bắt đầu một cái buổi gì đó, một cái lễ nghi đó, thì chúng ta hiểu ngầm đây là một cái danh từ chỗ này, và chúng ta coi đây như là một động từ VT,
verb transitive direct. Và trong phần số 3 này, đây là một phần chúng ta phải đặc biệt chú ý bởi vì động từ commencer nó có thể đi với giấy từ và người ta gọi đây là cấu trúc động từ đi kèm giấy từ, construction verbale avec préposition. Đây là một cái cách rất đặc biệt mà chúng ta cần phải chú ý để xây dựng câu cho nó đúng với tinh thần của người Pháp. Đứa bé này bắt đầu nói, từ đứa bé này nó khoảng 12 tháng, 13 tháng, 14 tháng, nó bắt đầu nó bập bẹ nói, thì chúng ta gọi là cet enfant commence à parler. Chúng ta thấy đây có giới từ à này, bởi vì cấu trúc từ này là commence à faire quelque chose. Đứa bé này nó lớn lên, nó bắt đầu tập đọc. Tập đọc thì phải mất một quá trình cũng khá lâu, nhiều tháng, thì bây giờ nó bắt đầu tập đọc và nó có bắt đầu tập viết. Như vậy tất cả các cái động từ đi sau đều là infinitive, bởi vì commencer à faire quelque chose, bắt đầu làm cái gì. Đứa bé này bắt đầu nói, đứa bé này bắt đầu đọc, đứa bé này bắt đầu viết. Cet enfant commence à parler, cet enfant commence à lire, cet enfant commence à écrire. Trời bắt đầu mưa, il này là vô nhân xưng, ông trời. Il commence à pleuvoir, chúng ta cũng thấy động từ commencer đi theo là giới từ à và đi kế tiếp là động từ ở nguyên thể, faire. Thời tiết bắt đầu thay đổi, le temps commence à changer. Le temps đây là có nghĩa là thời tiết, chẳng hạn như ở miền Bắc nước Việt Nam hoặc là bên các nước châu Âu thì bây giờ vào tháng 9 này thời tiết bắt đầu thay đổi, hết cái khí nóng của mùa hè rồi và bắt đầu chuyển qua mùa thu, thì người ta sẽ thấy có một sự thay đổi ở trong vạn vật thiên nhiên và cũng có thể là thay đổi trong cơ thể của mình nữa. Mình có thể bị cảm cúm, bị khó ở bởi vì thời tiết đã bắt đầu thay đổi. Le temps commence à changer. Chị ta đã bắt đầu làm việc từ năm 20 tuổi. Bắt đầu làm việc, như vậy chúng ta thấy có hai động từ và phải dùng theo cái cấu trúc này. Elle a commencé à travailler à l'âge de 20 ans. Chúng ta vẫn thấy có giới từ à và động từ ở nguyên thể. Ở đây cũng chúng ta cũng thấy giới từ à và động từ ở nguyên thể, giống như ở trong cấu trúc ở bên trên. Và kế tiếp, tôi đã bắt đầu học tiếng Pháp từ cách đây 5 tháng. J'ai commencé à apprendre le français il y a 5 mois. Bắt đầu học, như vậy động từ commencé đi với giấy từ và phía sau là động từ nguyên thể. Năm 1875, vào tuổi 32, Louis Pasteur đã được chỉ định làm khoa trưởng của phân khoa đại học ở Đại học Lille. Ông ta đã bắt đầu quan tâm đến sự lên men sữa và lên men rượu. Và chúng ta biết là Louis Pasteur là một nhà vi sinh học và ông ta đã nghiên cứu nhiều chuyện trước khi bắt tay vào việc nghiên cứu cái việc lên men và từ đó đưa ra cái việc mà vô trùng và đã làm nên tên tuổi của nhà bác học này. Thì động từ commencer đây đi với giới từ a và đi với một cái động từ nguyên thể là động từ s'intéresser. En 1857, Louis Pasteur a été nommé là được chỉ định làm đó, được tên chỉ định à 32 ans doyen de la faculté des sciences. Doyen là cái ông khoa trưởng đứng đầu một phân khoa. Faculté des sciences à Lille. Lille là một thành phố ở phía bắc của Paris, cách Paris khoảng 200 cây số về phía bắc trên đường đi qua Bỉ. Và ở đại học này, ông Louis Pasteur đã làm việc và được chỉ định làm khoa trưởng. Il a commencé à s'intéresser aux fermentations lactiques. Fermentation là sự lên men, lactic là của sữa, et alcoolique là của rượu. Đây là một cái tin tức lấy từ trang mạng www.cnews.fr. Nó đang nói về cái tin tức về nhiên liệu tức là carburant. Chúng ta làm quen với cái chữ này, chúng ta không nói xăng dầu bởi vì carburant là một cái danh từ chỉ một cách tổng quát tất cả những gì mà đốt ở trong các cái động cơ nổ. Carburant, pourquoi les prix ont-ils commencé à monter? Tại sao giá của xăng dầu bắt đầu gia tăng như thế này, mỗi ngày một giá? Và hiện nay là tháng 9 năm 2022, chúng ta biết là do tình hình khủng hoảng về chiến sự ở bên châu Âu thì giá xăng dầu đã đi lên và càng ngày càng lên. Pourquoi les prix ont-ils commencé à monter? Bắt đầu lên, tức là còn lên nữa. Và sau đây là một cái tin tức rất là thời sự. Hôm nay vào ngày
28 tháng 9 là ngày hôm nay năm 2022 thì có một cơn bão và một cơn siêu bão tên của nó là Noru, nó vừa mới đổ bộ cách đây mấy tiếng vào bờ biển miền Trung của nước Việt Nam chúng ta. Thì trước đó mấy ngày nó đã đổ bộ vào nước Philippines và gây ra rất nhiều thiệt hại. Le Super Typhoon Noru, Super là siêu, Typhoon là một cơn bão. Le Super Typhoon Noru a commencé à frapper les Philippines dimanche, ngày Chủ nhật vừa qua. Cơn siêu bão Noru đã bắt đầu hoành hành ở bên đất nước Philippines. Động từ frappe là đánh, là đập, tức là làm là tác động một cách rất là mạnh. Ở đây người ta dùng cái động từ này rất là mạnh. Tức là cơn bão này nó như là tác động vào một cái lực rất là mạnh vào đất nước Philippines. Faisant redouter des inondations et des destructions. Và làm cho người ta nghi ngờ là sau khi bão đi qua thì sẽ có ngập lụt, bởi vì sau bão thì sẽ có mưa rất là nhiều, thì gây ra inundation là ngập lụt, và destruction là phá hủy, tức là phá hủy mùa màng, cây cối, nhà cửa. Và sau đây chúng ta qua phần thứ ba, động từ commencer có một cái danh từ của nó là le commencement, và cũng như bình thường chúng ta không phát âm âm tiết có ký tự ơ ở giữa. Commencement gồm có bốn âm tiết, chúng ta chỉ phát âm thành có ba, le commencement, sự bắt đầu, khởi đầu. Chẳng hạn như từ đầu cho đến cuối, du commencement jusqu'à la fin. Tôi đã dựa cái buổi văn nghệ này từ đầu cho đến cuối, không bỏ sót một chút nào. Du commencement jusqu'à la fin. Và trong phần cuối, đây là một số câu thành ngữ hoặc là ngạn ngữ, trong đó có danh từ commencement. Đừng bao giờ từ bỏ những ước mơ, bởi vì niềm hy vọng là cái sự khởi đầu của tất cả mọi sự. Có hy vọng thì sẽ có tất cả mọi sự. Và đây chúng ta để ý cái hành văn mà chúng ta thấy có hai chấm thì nó sẽ có một trong hai cái dụng ý sau, có thể là liệt kê, người ta muốn liệt kê cái gì đó thì người ta hai chấm, hoặc là để giải thích, ở trong trường hợp này là một sự giải thích. Il ne faut jamais abandonner ses rêves, và không được bao giờ từ bỏ những ước mơ của mình, bởi vì cái hai chấm này là bởi vì l'espoir là niềm hy vọng, et le commencement de toutes choses, có hy vọng là có sự khởi đầu của tất cả mọi sự. Nếu chúng ta mất đi hy vọng thì chúng ta không còn muốn làm một cái gì đó. Apprendre une autre langue, c'est comme le commencement d'une autre vie. Học một ngôn ngữ khác, ở đây tôi dịch là học một ngôn ngữ mới, thì cũng giống như là khởi đầu một cuộc sống mới. Tức là khi chúng ta biết một ngôn ngữ mới thì chúng ta sẽ đi vào một cái thế giới của cái ngôn ngữ đó, và chúng ta dường như là c'est comme mà dường như là chúng ta bắt đầu sống một cuộc sống mới, chúng ta biết được rất nhiều điều mới lạ. Xin chào tất cả mọi người.